Chào mừng các em đến với giờ học giáo dục công dân khối 8. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 13, tiết thứ 2, phòng chống tệ nạn xã hội. Một La Mã đặt vấn đề chúng ta đã tìm hiểu ở tiết trước. Bài 13, phòng chống tệ nạn xã hội gồm có 4 phần. Phần 1, thế nào là tệ nạn xã hội? Phần 2, tác hại của tệ nạn xã hội. Thì hai phần này chúng ta đã tìm hiểu ở tiết thứ nhất. Tiết thứ hai này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, một số quy định của pháp luật, và phần 4 nhỏ, trách nhiệm của học sinh. Trước khi đi vào bài học của ngày hôm nay, cô sẽ nhắc lại một số kiến thức của tiết trước. Và đây là một số hình ảnh nói về tệ nạn xã hội, gồm có tụ tập đánh bài, đua xe, mại dâm và tiêm chích ma túy. Ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu phần 1 nhỏ của hai La Mã, thế nào là tệ nạn xã hội. Cô sẽ nhắc lại. Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội. Cô và các em cùng nhau quan sát ảnh. Ở đây chúng ta có 6 bức ảnh cũng nói về tệ nạn xã hội, nạn mại dâm, tiêm chích và nghiện game online, cũng như tụ tập đánh nhau, đầy bài bạc hoặc là xem bói toán vân vân, đó đều là một trong những tệ nạn xã hội. 3 tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất đó là ma túy, cờ bạc và mại dâm. Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS. Vậy thì khi mà dính vào tệ nạn xã hội rồi thì tác hại của nó sẽ như thế nào? Cô và các em cùng nhau quan sát ảnh thì chúng ta thấy rõ ràng là tác hại của tệ nạn xã hội là gì. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần cũng như đạo đức, và làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây rối loạn trật tự xã hội, cũng như là sẽ làm suy thoái giống nòi dân tộc. Tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân là gì? Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức con người, sẽ làm cho con người ta lười lao động và dễ dẫn đến vi phạm pháp luật. Tác hại của tệ nạn đối với gia đình là gì? Sẽ làm cho kinh tế cạn kiệt, ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần, dẫn đến gia đình sẽ tan vỡ. Tác hại của tệ nạn đối với xã hội là mất trật tự an toàn xã hội, ví dụ như là trộm cắp, cướp của, giết người vân vân, và làm suy thoái giống nòi dân tộc. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho con người sa vào tệ nạn xã hội, và trong đó nguyên nhân nào là chủ yếu? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Trước tiên là nguyên nhân chủ quan, đó là do chúng ta không làm chủ được bản thân và tò mò, ưa cảm giác lạ, thiếu hiểu biết, lười lao động, ham chơi. Nguyên nhân khách quan là gia đình bố mẹ bất hòa dẫn đến ly hôn, hoặc là gia đình quá nuông chiều, quản lý con cái chưa tốt, hoặc là do bạn bè rủ rê, lôi kéo, bị lừa gạt, bị khống chế vân vân, và ảnh hưởng của văn hóa phẩm đồi trụy. Cô và các em sẽ tìm hiểu tiếp tiết học ngày hôm nay, đó là phần 3 nhỏ, pháp luật quy định và nghiêm cấm điều gì. Những quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Đối với toàn xã hội, pháp luật cấm những hành vi nào? Thứ nhất, cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Thứ hai, nghiêm cấm sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy. Thứ ba, nghiêm cấm hành vi mại dâm, dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm. Những quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội. Đối với trẻ em, pháp luật cấm những hành vi nào? Thứ nhất, trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe. Thứ hai, nghiêm cấm lôi kéo trẻ em đánh bạc, cho trẻ em uống rượu, hút thuốc, dùng chất kích thích. Thứ ba, nghiêm cấm dụ dỗ, dẫn dắt trẻ em mại dâm, bán hoặc cho trẻ sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy, đồ chơi hoặc trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ. Những quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
đối với người nghiện ma túy pháp luật quy định gì? Người nghiện bắt buộc phải đi cai nghiện. Chúng ta cùng tìm hiểu về luật phòng chống ma túy năm 2000 sửa đổi bổ sung 2008, điều 3, nghiêm cấm các hành vi sau đây: 1. Trồng cây có chứa chất ma túy. 2. Sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. 3. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xúi dục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy. 4. Sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy. Điều 4. 1. Phòng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội. 2. Nhà nước có chính sách khuyến khích, bảo vệ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng chống tệ nạn ma túy. Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009, điều 194, tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. 1. Người nào tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Số 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Bài 13. Phòng chống tệ nạn xã hội. Hai la mã, nội dung bài học, ba nhỏ, pháp luật quy định, nghiêm cấm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán ma túy, người nghiện ma túy bắt buộc phải cai nghiện, mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm. Đối với trẻ em, không được đánh bạc, hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích, nghiêm cấm lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào con đường tệ nạn xã hội. Cô và các em sẽ cùng nhau làm những tình huống sau đây. Em sẽ làm gì? A. Một người bạn rủ em vào quán chơi điện tử ăn tiền. B. Một người bạn rủ em đi hít thử heroin. C. Một người nhờ em mang hộ gói đồ đến địa điểm nào đó để giao. Đáp án của cô. Trước hết, em sẽ phải kiên quyết từ chối tất cả ba tình huống trên. Ở tình huống A, khi một người bạn rủ em vào quán chơi điện tử ăn tiền thì em nên khuyên bạn không nên chơi điện tử ăn tiền, vì đó cũng là một trong những hình thức đánh bạc. 2. Một người rủ em đi hít thử heroin thì em sẽ không hút heroin dù chỉ một lần. C. Một người nhờ em mang hộ gói đồ đến địa điểm nào đó, em sẽ không mang hộ khi không biết gói đồ đó là gói đồ gì. Vậy thì học sinh chúng ta cần phải làm gì để giữ mình không sa vào các tệ nạn xã hội? Thứ nhất, phải biết sống giản dị, lành mạnh. Phải biết giữ mình và giúp nhau không sa vào tệ nạn xã hội. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì có tới 70-80% trẻ em từ 10-15 tuổi thích chơi game online. Trong đó, tỷ lệ trẻ bị nghiện chiếm khoảng 10-15% học sinh đã nghiện game online, kéo theo hàng loạt hệ lụy như là sẽ sa sút về thể lực và tinh thần, trầm cảm hay cáu gắt, bỏ bê việc học, đặc biệt là không kiểm soát được hành vi của bản thân. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu qua phần 4 nhỏ của hai la mã: trách nhiệm của học sinh. Sống lành mạnh, biết giữ mình, tuân theo các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập số 3 của sách giáo khoa. Hoàng lỡ dùng tiền đóng học phí của mẹ cho để chơi điện tử. Hoàng lo lắng không biết làm thế nào, thì có một người nhờ Hoàng mang giao một túi nhỏ, rồi sẽ cho Hoàng một số tiền. Hoàng tự nhủ, làm theo lời bà hàng nước còn hơn bị mẹ mắng. Theo em, ý nghĩ của Hoàng là đúng hay sai? Nếu em là Hoàng, em sẽ làm gì? Đáp án của cô.
Ý nghĩ của Hoàng là sai, bởi vì làm như vậy là Hoàng đã lừa dối mẹ. Nếu là hàng cấm thì Hoàng còn bị vi phạm pháp luật. Nếu em là Hoàng, em sẽ nên nhận lỗi với mẹ và xin mẹ tha thứ. Vậy để bảo vệ chính mình, chúng ta không nên tham gia vào các tệ nạn xã hội. Không được sử dụng ma túy dù chỉ một lần. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Bài 13, phòng chống tệ nạn xã hội. Hai la mã nội dung bài học. Ba nhỏ, pháp luật quy định. Các em ghi hết phần 3 nhỏ và hết phần 4 nhỏ, trách nhiệm của học sinh.